căng thẳng giữa giáo quyền Đà Lạt và nhà Chúa Cha Bảo Lộc. Đến hôm nay thì không ai chối cãi được tình trạng căng thẳng đáng lo ngại giữa nhà Chúa Cha Bảo Lộc và giáo quyền Đà Lạt. Khi con số các clip tiếng nói sự thật được coi như cơ quan truyền thông chính thức của nhà Chúa Cha đã lên tới 191. Và nhà Chúa Cha thứ hai đã được chính thức mở cửa tại tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ, với 4 linh mục, nhiều nữ tu, và con số thành viên ngày càng gia tăng, gồm giáo dân Việt Nam ở nhiều quốc gia trên thế giới. Về phía giáo quyền Đà Lạt, thì vẫn một lập trường đòi nhà Chúa Cha phải vâng phục huấn quyền bằng việc tháo xuống tất cả các clip làm chứng sự thật ở nhà Chúa Cha, tạm ngưng công việc trừ quỷ, hỏi ý Chúa Cha. Và khi những yêu cầu không được đáp ứng, Đức Giám mục Giáo phận Đà Lạt đã quyết định và cấm chế đối với chị Thiên Thương, là linh hồn của nhóm, cũng là người trừ quỷ và ghi chép mặc khải mới từ Chúa Cha. Cùng với chị, cha Đa Minh Nguyễn Chu Truyền cũng bị tạm ngưng mục vụ. Trong bài chia sẻ này, người viết không làm công việc của nhà sử học, mà chỉ nhìn vào tình trạng hiện tại của tương quan giữa giáo quyền Đà Lạt và anh chị em thuộc nhà Chúa Cha, với mục đích tìm về hiệp nhất trong giáo hội, để tránh một rạn nứt khó hàn gắn, một đổ vỡ khó xây dựng lại. Trước khi đề cập những nguyên nhân gây ra tình trạng căng thẳng, người viết xin phép vắn tắt nhận định. Tình trạng căng thẳng giữa giáo quyền và nhà Chúa Cha không dừng ở lại một mức độ, nhưng ngày càng tăng nhanh và trở nên trầm trọng. Nếu những căng thẳng cứ tiếp tục gia tăng với tốc độ chóng mặt này, thì viễn ảnh ly giáo sẽ không còn là viễn ảnh, nhưng là khả thể với xác suất khả thi rất cao. Thứ nhất, căng thẳng vì một bên mời đến mà xem, một bên đòi chấm dứt mọi hoạt động không phù hợp giáo lý đức tin. Cho đến clip mang số 190, nhà Chúa Cha vẫn không chỉ tha thiết mời Đức Cha Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh, giám mục Đà Lạt, mà còn mời toàn thể các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ, giáo dân trong nước, ngoài nước, kể cả các nhà thần học lỗi lạc, hãy đến mà xem. Đến nhà Chúa Cha để tận mắt thấy những điều Chúa Cha làm. Đến tận nơi Chúa Cha chọn làm nhà của Ngài ở giữa con người, để nhận ra những điều kỳ diệu Chúa Cha đang làm cho nhân loại của thời đại mới. Thời đại của quỷ hỏa ngục được thả ra hết. Nhất là đến để xem những con người được Chúa Cha chọn làm việc cho Ngài tại nhà của Ngài. Mà từ nay chỉ ở nơi này, Chúa Cha mới mặc khải những điều Ngài muốn qua thư ký riêng là con gái Thiên Thương của Ngài. Lời mời ấy từ những ngày đầu mới trừ quỷ, với hiện tượng thai thánh qua việc đặt tay của cha truyền cho đến hôm nay, vẫn không nhận được hồi đáp về phía giáo quyền. Vì giáo quyền đòi một điều kiện sine qua non, tức điều kiện tất yếu, điều kiện bắt buộc phải có là vâng phục huấn quyền. Cụ thể bằng việc tạm ngưng các hoạt động trừ quỷ, hỏi ý Chúa Cha, và sau này là tháo gỡ các clip tiếng nói sự thật xuống. Dựa vào việc từ chối lời mời đến mà xem của giáo quyền, nhà Chúa Cha trách Đức Cha Đa Minh đã tránh né sự thật của Chúa Cha, đã không dám đối diện với anh chị em thuộc nhóm trừ quỷ Bảo Lộc, đã không có tình của mục tử nhân lành đối với đoàn chiên, nhất là đã độc đoán, độc quyền, không lắng nghe con cái, mà chỉ nghe những cố vấn bảo thủ, hẹp hòi, ganh ghét, đầu óc giáo sĩ trị. Những tình cảm bất mãn này đã dần dà đưa đến chọn lựa và thái độ công khai không vâng lời, bất tuân phục. Không chỉ một, nhưng tất cả những gì giáo quyền nhắc nhở, khuyến cáo, quyết định. Về phía giáo quyền, việc không đến mà xem được coi là chọn lựa khôn ngoan. Vì ở cương vị chủ chân, Đức Cha không cần phải đến mà xem những việc hiển nhiên trái nghịch với giáo lý đức tin đã được nhà Chúa Cha công khai và chính thức quảng báo, loan truyền
không có phép của Ngài, là người có trách nhiệm cai quản giáo phận, mà chỉ khi nào điều kiện tất yếu của Ngài được nhà Chúa Cha triệt để thi hành, thì việc đến mà xem mới khả thi. Đàng khác, trong bối cảnh thiếu trầm trọng lòng tin tưởng, thì việc đến mà xem sẽ mang nhiều rủi ro bị biến tướng, xuyên tạc, lạm dụng, mà hậu quả sẽ là những tổn thất lớn hơn cho giáo hội. Như thế, tương quan giữa giáo quyền Đà Lạt và nhà Chúa Cha thực sự đang bế tắc, vì những người được mời đến mà xem đã từ chối không đến, kẻ được kêu gọi vâng phục đã từ chối huấn quyền. Thứ hai, căng thẳng vì nhà Chúa Cha chỉ quy chiếu vào Chúa Cha đang cư ngụ ở nhà Chúa Cha Bảo Lộc. Qua tất cả các clip tiếng nói sự thật, các thành viên của nhà Chúa Cha đều xác tín. Chúa Cha đã chọn chị Thiên Thương làm thư ký của Ngài để ghi chép những điều Ngài muốn, cũng như những lời Ngài giải đáp cho những ai hỏi Ngài qua chị Thiên Thương. Chúa Cha ban cho chị Thiên Thương quyền trừ quỷ, ơn trực tiếp hỏi ý và nhận ý Chúa Cha về tất cả mọi việc, từ những mặc khải tín lý đến những chuyện cuộc đời thường. Qua chị Thương, Chúa Cha ban cho một số linh mục quyền trừ quỷ như chị. Nhà của anh chị Quảng Thiên Thương là nơi duy nhất Chúa Cha chọn để mặc khải cho con người ở thời đại mới. Nhà này được coi là đất hứa, là nơi nhân loại phải trở về. Xác tín này đã đương nhiên phủ nhận vai trò của giám mục giáo phận, người có trách nhiệm gìn giữ kho tàng mặc khải đức tin của Hội Thánh, khi không còn quy chiếu vào đấng bản quyền giáo phận với quyền thánh hóa, giáo huấn và cai quản, nhưng chỉ quy chiếu vào Chúa Cha, đấng đã chọn nhà Bảo Lộc để cư ngụ, chọn chị Thiên Thương để nói với nhân loại của thời đại mới, chọn những linh mục tu sĩ giáo dân như những tông đồ loan truyền công trình cứu độ mới của Chúa Cha cho con người ở thời đại mới. Thứ ba, căng thẳng vì nhà Chúa Cha chỉ tin vào những mặc khải trực tiếp từ Chúa Cha ở nhà Chúa Cha qua chị Thiên Thương, trong khi giáo quyền Đà Lạt tuyệt đối trung thành và bảo vệ kho tàng giáo lý đức tin của Hội Thánh Công Giáo. Vì xác tín vào sự hiện diện và can thiệp trực tiếp của Chúa Cha ở nhà Ngài qua chị Thiên Thương trong mọi vấn đề to nhỏ, mọi chỉ dạy tổng quát hay chi tiết, mọi cảnh báo xa hay gần, nên thành viên của nhà Chúa Cha không còn tin ở giáo quyền, mà chỉ tin vào những điều Chúa Cha nói, những phương án giải quyết vấn đề do chính Chúa Cha chỉ dạy. Chính vì tin có Chúa Cha hiện diện đêm ngày tại nhà Chúa Cha Bảo Lộc, có Chúa Cha luôn sẵn sàng trả lời mọi thắc mắc vấn nạn qua chị Thiên Thương, nên bất cứ thẩm quyền nắm giữ chân lý đức tin nào khác đều không còn đáng tin. Vì có ai hơn được Chúa Cha? Có thẩm quyền nào vượt được quyền của Chúa Cha? Do đó, từ nhà Chúa Cha đã và đang xuất phát những mặc khải hoàn toàn mới và xa lạ với mặc khải của Đức Giê-xu, ngôi lời của Thiên Chúa. Điển hình là mặc khải về thai thánh, khi Chúa Cha phá luật tự nhiên mà không có mục đích cứu độ cho những người đàn bà không quan hệ với chồng hay với đàn ông mà vẫn có thai. Mặc khải Đức Maria không chỉ là mẹ của Đức Giê-xu Thiên Chúa làm người, mà còn là mẹ của Chúa Cha. Mặc khải cả ba ngôi Thiên Chúa, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần đều cùng phải vác thập giá và chịu đóng đinh. Mặc khải nhà Chúa Cha là nơi con người thời đại mới, nếu muốn được cứu độ phải tìm về. Mặc khải quyền hành gần như vô cùng của ma quỷ trong thế giới loài người. Mặc khải bệnh tật là do ma quỷ ám nhập quấy nhiễu. Mặc khải trừ được quỷ là tiêu chuẩn đánh giá các giám mục và là điều kiện để các giám mục xứng đáng được con chiên vâng lời hay không. Mặc khải không cần phải vâng lời giám mục giáo phận vì giám mục không thánh thiện như các thánh tông đồ. Trước hàng loạt những mặc khải mới không phù hợp giáo lý đức tin của Hội Thánh, liên tiếp nhận trực tiếp từ Chúa Cha ở nhà Chúa Cha đã dẫn đến thái độ không còn tin tưởng và không vâng phục đấng bản quyền của các thành viên nhà Chúa Cha, khiến giáo quyền Đà Lạt phải ra những biện pháp ngăn chặn chiếu theo giáo luật. Nhưng ở vào bầu khí căng thẳng giữa xác tín tuyệt đối vào uy quyền và tự do hành động của Chúa Cha
của anh chị em ở nhà Chúa Cha và xác tín tuyệt đối vào kho tàng chân lý đức tin đã được Đức Giêsu ủy thác gìn giữ toàn vẹn của đấng bản quyền giáo phận, tương quan yêu thương tín nhiệm vâng phục giữa chủ chân là giám mục chính tòa và đoàn chiên là nhà Chúa Cha. Ở đó, chiên nhận biết tiếng của chủ chân và chủ chân gọi tên từng con chiên đang bị xem là rất mong manh, dễ vỡ. Thứ tư, căng thẳng vì nhà Chúa Cha tự cho mình là nạn nhân của chế độ giáo sĩ trị, bị giáo quyền đàn áp vùi dập chỉ vì được Chúa Cha chọn làm việc cho Ngài. Trong khi giáo quyền phủ nhận tính hợp pháp và tính phù hợp giáo lý đức tin của nhà Chúa Cha. Trong rất nhiều clip tiếng nói sự thật và mới nhất là clip 191 của cha Phêrô Hà Ngọc Đoài ở Úc, một linh mục thuộc nhóm đã nói lên tình trạng bị giáo quyền cấm cách, bách hại, khinh thường, tẩy chay, coi là rối đạo lạc đạo của anh chị em làm việc cho Chúa Cha ở nhà Chúa Cha. Khi Ngài lấy hình ảnh Thánh Stefano, vị tử đạo đầu tiên, để diễn tả và so sánh chọn lựa anh hùng và đầy hy sinh của các thành viên nhà Chúa Cha. Thực vậy, trong hoàn cảnh hiện nay, khi tương quan giữa giáo quyền và nhà Chúa Cha ngày càng căng thẳng, vì nhà Chúa Cha vẫn tiếp tục leo thang với những mặc khải mới không phù hợp giáo lý đức tin và công khai bảo vệ quyền không bắt buộc phải vâng phục loài người, cụ thể là con người giám mục giáo phận Đà Lạt, vì Đức Cha không trừ được quỷ, vì Đức Cha không tốt lành thánh thiện như các thánh tông đồ, thì bên giáo quyền tiếp tục cảnh báo dân Chúa những sai lạc của nhà Chúa Cha và nhiều đồng đạo của anh chị em nhà Chúa Cha đã công khai tỏ thái độ nghi ngại, e dè, kể cả khinh miệt và ném đá. Ở giữa tương quan ngày càng căng thẳng, một tương lai hiệp nhất chỉ có một đoàn chiên và một mục tử đang còn là tương lai gần, rất có thể sẽ nhanh chóng biến thành một tương lai nghìn trùng xa cách. Chia sẻ một số nguyên nhân đưa đến tương quan căng thẳng giữa nhà Chúa Cha và giáo quyền Đà Lạt, người viết chỉ nhắm mục đích là trình bày cách khách quan vấn đề giáo lý đức tin với tư cách một Kitô hữu đồng đạo với quý bạn, để tất cả chúng ta không sập bẫy ma quỷ khi giữa con cái của giáo hội, giữa các chi thể của cùng một thân thể mầu nhiệm là hỏa diệm sơn ganh ghét, đố kỵ, tranh chấp loại trừ, mà không là trái tim hiệp nhất, hiệp thông trong tình yêu cho lợi ích chung của toàn thân thể. Với tâm tình ấy, người viết muốn được chia sẻ với quý bạn: quỷ luôn tìm cách đi vào nhà chúng ta bằng con đường của chúng ta, nhưng kéo chúng ta ra khỏi nhà chúng ta bằng con đường của nó. Quỷ luôn tìm cách che đậy những cạm bẫy nguy hiểm, làm suy yếu nền tảng đức tin của chúng ta bằng vỏ bọc những thực hành đạo đức theo cảm tính. Quỷ luôn đẩy chúng ta đến lằn ranh của đức tin và ly giáo và tìm cơ hội xô chúng ta xuống vực thẳm lầm lạc bằng khơi dậy trong chúng ta lòng kiêu căng tự mãn. Quỷ luôn gieo trong chúng ta ảo tưởng thánh thiện, kẻ được chọn, nạn nhân đáng thương, con cái bất hạnh của giáo hội, để chia rẽ mọi người trong gia đình hội thánh, hầu đẩy chúng ta xa khỏi giáo hội là mẹ và là thầy trong đức tin. Quỷ ngăn cản chúng ta ở trong lòng giáo hội và canh tân giáo hội, nhưng thôi thúc và kéo chúng ta ra ngoài giáo hội để cải tổ giáo hội. Và để thực hiện kế hoạch đen tối trên, ma quỷ cần sự bất tuân phục của chúng ta đối với đấng bản quyền, vì chỉ như thế chúng mới lấy chúng ta ra khỏi gia đình giáo hội, xa khỏi kho tàng chân lý đức tin, tách khỏi Đức Giêsu là cây nho và là đầu của thân thể mầu nhiệm. Lịch sử giáo hội với nhiều cuộc ly giáo đã chứng minh điều này. Ma quỷ luôn bắt đầu thực hiện kế hoạch chống phá Đức Giêsu và giáo hội của Ngài bằng khơi dậy thiện chí và nhiệt tình đổi mới, xây dựng giáo hội ở mỗi người, và luôn hoàn thành kế hoạch bằng đẩy những tâm hồn thiện chí nhiệt tình đến bất tuân phục vì bất mãn, kiêu căng. Bởi bất tuân phục là dấu chỉ hoạt động của Satan, là con đường của Satan dẫn nhân loại lạc vào, là thành quả lớn lao của thần dữ, là chiến thắng lừng lẫy của quyền lực hỏa ngục, là vũ khí bách chiến bách thắng để cướp các linh hồn khỏi tay Thiên Chúa, như nhiều thiên thần đã bị đẩy xuống hỏa ngục vì theo Lucifer bất tuân phục Thiên Chúa
như ông bà nguyên tổ đã bị trục xuất khỏi địa đàng là cung lòng hạnh phúc của Thiên Chúa vì nghe rắn độc là Satan cám dỗ bất tuân phục. Và sau cùng chúng ta đừng quên, kẻ chiến thắng trong cuộc chiến bất tuân phục này sẽ không là chủ chăn, cũng không là đoàn chiên, sẽ không là giám mục giáo phận, cũng không là giáo dân, sẽ không là nhóm trừ quỷ bảo lộc, cũng không là số đông Kitô hữu không tán thành ủng hộ nhóm, sẽ không là Đức Cha Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh đấng bản quyền, cũng không là chị Thiên Thương và quý cha, quý sơ, quý anh chị nhà Chúa Cha, nhưng chính là Satan, tên xảo quyệt, đứa chia rẽ, kẻ tố cáo, tên phá hoại, kẻ thù của con người. Ước gì mỗi người, tùy vị trí và vai trò trong giáo hội, biết và dám đặt lợi ích của thân thể mầu nhiệm Đức Kitô là giáo hội lên trên cái tôi kiêu căng, ích kỷ, đầy tham vọng thống trị, để tránh cho các chi thể của thân thể mầu nhiệm những tổn thương, tổn thất nặng nề, hoàn toàn trái với ước mơ thánh thiện của Đức Giêsu, đầu của thân thể, như Ngài đã cầu nguyện cho giáo hội trước khi lên đường hiến dâng mạng sống vì những người mình yêu thương. Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một, như cha ở trong con và con ở trong cha, để họ cũng ở trong chúng ta.